nuôi vịt à? Không, đấy hề nó bị cạn nước. Vịt ở đây. Cô cầm đào đó. Kem không? Có. Cái máy vậy. Lấy cả cũng lấy nhà mình rồi là không bán được nhiều thì bắt đầu là chặt đây. Lấy kem gì đấy? Có kem gì? Kem ốc quế, kem sô cô la, kem 2.000, 1.000, kem này 5.000. Đây đây. Này đi. Gì nữa? Để tía xem nào. Trứng vịt bao tiền chục á? Trứng vịt 40. Trứng gà. Ờ có trứng gà không? Có trứng lộn này. Trứng lộn à? Trứng lộn cũng 40 à? 50. Trứng lộn 50 à? Tổng cũng 40. Ok. Vô đây ăn tiếp, em đi tiếp. Em hỏi vui vậy thôi. Vô đây. Vô đây, ok.